Xin chào tất cả các bạn. Thì trên tay mình đây là một cái hũ kem tẩy tế bào chết nha các bạn. Thì hôm nay shop mình sẽ làm một cái video giới thiệu và chia sẻ đến các bạn một cái dòng kem tẩy tế bào chết được sản xuất tại Việt Nam. Và cái thương hiệu của nó là thương hiệu Bảo Ngọc Lan nha các bạn. Thì thương hiệu Bảo Ngọc Lan thì rất nổi tiếng với những cái dòng sản phẩm làm đẹp bên mỹ phẩm. Thì chắc là nhiều bạn cũng đã biết về cái thương hiệu Bảo Ngọc Lan rồi. Thì sản phẩm này nguyên liệu được nhập khẩu từ Nhật Bản 100% nha các bạn. Được sản xuất bởi công ty Nhân Thận Phát. Và hôm nay shop mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái dòng sản phẩm kem tẩy bào chết này. Thì các bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì hãy liên hệ với shop mình. Mình sẽ để số điện thoại dưới góc dưới video nha các bạn. Và đồng thời shop mình cũng có một cái shop trên Shopee. Và các bạn muốn mua cái sản phẩm này cũng có thể click vào cái link ở bên dưới phần mô tả. Thì chút xíu mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả, thì các bạn mua hàng cũng có thể click vào phần mô tả để vào cái shop của mình ở trên Shopee nha các bạn. Rồi thì cái kem tẩy tế bào chết thì nó có tác dụng làm tẩy sạch vùng da của mình, và nó làm sạch cái vùng da của mình từ sâu bên trong, làm giúp loại bỏ những cái bụi bẩn, những cái tế bào chết mà khi mà mình sử dụng những sản phẩm sữa rửa mặt thông thường nó không có sạch nha các bạn. Thì sử dụng cái sản phẩm kem tẩy tế bào chết này nó sẽ giúp làm sạch sâu bên trong da mình. Và khi mình làm sạch sâu và làm vùng da mình được sạch sẽ, thì khi mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm kem dưỡng lên mặt, dưỡng lên body, thì nó sẽ kem mình sẽ nó thấm nó nhanh và nó hiệu quả nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Kết hợp với kem tẩy tế bào chết hàng ngày thì làn da của bạn sẽ rất là mịn màng. Thì cái sản phẩm này mình có thể sử dụng để tẩy tế bào chết vào mặt và toàn thân luôn nha các bạn. Nên các bạn sử dụng cái sản phẩm này rất là đa năng, có thể sử dụng mặt và toàn thân luôn. Và để sử dụng cái sản phẩm này thì rất là đơn giản. Sau đây mình sẽ mở khui sản phẩm này ra. Thì sản phẩm này khi mà các bạn mua thì nó có tem dán luôn nha các bạn. Tem bảo hạ, tem chính hãng của bên công ty dán là một cái seal. Khi mà các bạn mua sản phẩm này thì shop mình cam kết với các bạn là sản phẩm chính hãng 100%. Thì bên đây bên trong của nó là cái chất gel tẩy tế bào chết nha các bạn. Cái chất gel tẩy tế bào chết của cái thương hiệu Bảo Ngọc Lan này á, thì cái mùi nó rất là thơm và rất là cô đặc. Sau đây mình sẽ thử tẩy một cái vùng da trên cánh tay của mình cho các bạn xem. Thì rất là đơn giản, các bạn lấy một lượng nhỏ như nè, các bạn xo nhẹ và chà nhẹ trên vùng da của mình. Đó, các bạn xo nhẹ, chà nhẹ. Đó. Thì khi mà các bạn xo nhẹ và chà nhẹ thì nó sẽ cái lớp gel kem tẩy tế bào chết này nó sẽ thấm thoa sâu vô da của mình. Nó làm sạch sâu da bên trong của mình từ bên trong nha các bạn. Thì khi mà các bạn làm sạch da của mình một cách tuyệt đối thì các bạn sẽ có một cái làn da mịn màng. Và khi các bạn có một làn da sạch thì các bạn sử dụng những cái kem dưỡng body hoặc là kem dưỡng mặt để thoa lên, thì cái dưỡng chất trong kem nó sẽ thấm nhanh hơn nha các bạn. Nếu mà các bạn không sử dụng kem tẩy tế bào chết của mình thì khi mà các bạn sử dụng những kem body hoặc là những cái kem sức dưỡng lên mặt của mình đó, thì nó sẽ không có đạt hiệu quả tối ưu là khi mà các bạn làm sạch da trước. Đó, khi mình tẩy da thì cái lớp những cái chất dơ bẩn trong da của mình nó tan, nó được làm sạch nha các bạn. Đó, các bạn cảm nhận cái làn da của mình khi mà mình cảm nhận cái làn da của mình khi mà mình tẩy xong nó rất là mịn. Cái hũ này có khối lượng 250g nha các bạn. Thì shop mình đang bán cái hũ này với giá là 120.000. Thì như nãy mình đã nói thì các bạn có thể click vào cái link Shopee, mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể mua hàng trên Shopee trên shop mình. Và đồng thời các bạn nếu mà các bạn muốn mua hàng trực tiếp thì có thể liên hệ số điện thoại mình sẽ để số điện thoại dưới video nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video bên shop mình, và các bạn thấy video này hay hãy để lại shop mình một like nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.